ông anh mình gửi bán nha. Miếng đất dài từ đây qua bên đây 5 mét, dài dài dưới là 15 mét nha. Đó, dài dài dưới là 15 mét. Gửi bán 450. Ở bên đây có nhà nữa nha, bên đây có nhà. Và bên đây cũng có nhà nha anh chị chú. Đó, đây là dân cư đông nha. Đây là thuộc thị trấn rồi nha anh chị chú. Lên thị trấn An Duột rồi. Hồi xưa là xã Mỹ Lộc, nay là thuộc thị trấn An Duột nha. Giá bán với anh chị cô chú là 450 triệu nha. Còn thương lượng nhà. Đây không có hoạch dự án gì giáo nha anh chị chú. Đây là thị trấn sát nhập vô khu phố Thanh Ba. Đó, hồi xưa là xã Mỹ Lộc. Nay là sát nhập vô khu phố Thanh Ba. Mặt tiền đường trước đất là 1,5 m. Đi ra cỡ 100 m là tới đường Đinh Văn Thiên. Còn cách quốc lộ 50 là cỡ chừng một cây số nha. Cách quốc lộ 50 cỡ chừng cây số. Ở đây là ra ngoài trường học hay là ra ngoài chợ khu phố Thanh Ba đồng đó, là 835A rồi đó, là cỡ một cây số nữa là tới 85A trường học rồi đó. Đây là thứ gì cũng có nha anh chị chú. Ở đây có